Chào mừng đến với trường đại học Trump. Eric là một trong những học sinh giỏi nhất, đồng thời cũng là học sinh nghèo nhất trong trường luôn. Ồ, nhưng Leo được chú ý không phải vì học xuất sắc, mà bởi vì túi tiền rủng rỉnh của mình. Chào anh bạn, rất vui được gặp lại. Ôi, nhẹ thôi, không là mình nát mất. À, Leo à, kể mình nghe về kỳ nghỉ của bạn đi. Tuyệt vời lắm luôn. Lúc đầu mình đi nghỉ ở Monaco, sau đó đi du thuyền dọc theo Côte d'Azur, và cuối cùng đã đến thăm Paris nữa. Còn bạn đã làm gì vậy? À, mình cần tiền để mua sách giáo khoa, vì vậy mình nhận làm việc ở công trường. Mình học thêm được rất nhiều điều đấy. Và mình đã mua được hầu hết những thứ mình cần cho trường đại học nữa. Tuy mình còn hấp thụ được rất nhiều vitamin D luôn. Ô, Leo, mặt của bạn để lại dấu tắm nắng kìa. Ha, đây là xu hướng mới mà tụi mình cần biết sao? Chỉ là già rám nắng thôi mà, có chuyện gì không? Già rám nắng như thế này rất thích hợp để dọa mọi người đấy. Đừng lo, Leo à, dùng kính để che mắt lại là được. Chà, mình không biết nữa, chẳng sang tí nào, dễ sửa lắm luôn. Của bạn nè, bây giờ bạn thấy sao hả? Wow, đúng rồi, bây giờ thì sang lắm. Ô, tụi mình phải vào lớp rồi. Tụi mình không thể đến muộn vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè được. Lấy sách giáo khoa thôi. Tất cả cuốn sách gần như mới luôn. Oops, tiếc là mình không đủ tiền để mua ba lô. Đúng vậy, buồn ghê. Chờ đã, mình sẽ giúp bạn. Mình có vài chiếc ba lô trong tủ nè. Không, đây là bộ sưu tập cũ rồi. Đồ của bạn không phù hợp với cái này đâu. Và mình thậm chí không đề xuất cái này với một kẻ xin xỏ đâu. Tìm thấy rồi, túi tiền hả? Mình thích đấy. Này, đúng vậy, hoàn hảo với hình tượng của bạn luôn. Ồ, cần điều khiển sao? Tối nay cùng chơi game nha. Chúng ta cần phải nhanh lên thôi. Bỏ sách vào đây nào. 1, 2, xong rồi. Một chiếc túi tuyệt vời. Mình đã làm hết bài tập về nhà rồi. Chào buổi chiều các em. Thầy rất vui khi thông báo rằng khóa học của chúng ta có thêm một thành viên mới. Emily, vào chào các bạn đi em. Chào các bạn. Hoan hô, mong là tụi mình sẽ thành bạn tốt của nhau. Rất vui khi được gặp tất cả mọi người. Này anh bạn, mình đã nói với bạn mình yêu chưa? Trùng hợp quá, mình cũng vậy nè. Và với 1, 2, 3, Emily. Ôi không, hy vọng tình bạn của tụi mình không đổ vỡ vì một cô gái. Mình thích học lắm luôn. Oops. Bút của bạn nè. Cái gì? Eric chắc chắn đã cố tình làm vậy. Cảm ơn nhiều nha. Các em ơi, đến lúc làm bài kiểm tra rồi. Này Stephanie, phát bài đi em. Mình quên mang bút rồi. Có ai còn dư không? Có, mình có đây nè. Bộ sưu tập bút độc quyền. Chọn cái nào cũng được. Ồ, đừng lo, mình biết rồi. Đây, của bạn nè. Wow, cảm ơn nha. Vậy sao? Mấy món quà đắt tiền không giúp được gì cho bạn ấy đâu. Này, đừng có mơ là cô ấy thích bạn nha. Ai sẽ giành được thiện cảm của Emily đây? Đến giờ ăn trưa rồi. Chế độ dinh dưỡng hợp lý là chìa khóa để có thân hình đẹp. Và mình đang chăm dáng nè. Hơn nữa bông cải xanh thực sự ngon hơn mình tưởng đấy. Này Emily, bạn đang ăn gì vậy? Đừng nói với mình bạn ăn trưa nhiêu đây nha. Để mình mua cho bạn gì đấy ngon ngon được không? Mình đang ăn kiêng mà. Mình không muốn nỗ lực của mình bị lãng phí đâu. Đừng từ chối mà. Để rồi xem, bạn sẽ thích thôi. Mình muốn tất cả những món ăn đắt tiền nhất của bên bạn. Ô, Emily nè. Bạn ấy không nhìn thấy mình vì leo đấy. Được rồi, ăn nhẹ thôi. Hộp cơm trưa của mình đâu mất tiêu rồi. Ủa, cần điều khiển. Tụi mình đã dự định chơi game vào tối qua. Giờ thành quá khứ rồi. Ai, bữa trưa của mình đây rồi. Đói bụng quá đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình thực sự không muốn ăn đâu. Emily, đây là đồ ăn ngon nhất ở nơi này đấy. Nhưng mà quá nhiều rồi. Tên nhà giàu này thực sự nghĩ cô ấy thích như vậy sao? Và bây giờ, món đặc trưng đây. Thứ kinh khủng này là gì vậy? Ăn ngon miệng nhá. Đừng đùa mình như vậy chứ. Mình sẽ quay lại ngay. Này Emily, bạn không cần phải nhịn đói vì Leo đâu. Nè, kiwi nè. Tự nhiên nha. Leo đã phá hỏng bữa trưa của mình. Có một vài người không biết khi nào nên dừng lại đâu. Được rồi, bây giờ đến lúc thực hiện thí nghiệm yêu thích của mình. Ta-da! Wow, mình cũng muốn cái này. Nhưng mà khác biệt một chút. Ồ, càng nhiều não càng tốt. Nếu bạn trộn các loại thuốc thử theo đúng tỷ lệ, có thể xảy ra phản ứng hóa học tuyệt đẹp luôn. Mình là người duy nhất trong trường này có thể làm được trái tim như vậy đấy. Trong kỳ diệu thật. Bạn sẽ chỉ mình cái này phải không? Tất nhiên rồi. Họ đang nói về cái gì vậy? Eric lại cho xem trái tim của bạn ấy nữa sao? Mọi người đều vào lớp rồi. Bắt đầu lớp học nha. Các em cần làm thí nghiệm thực tế và ghi kết quả ra giấy. Hết sức cẩn thận đấy. Chúc may mắn. Chẳng có gì khó cả. Mình có thể pha mọi thứ theo đúng trình tự. Mọi thứ diễn ra khá tốt đấy. Mình không muốn Emily nghĩ mình không thông minh. Và mình bắt đầu từ đâu đây? Ít nhất thì cần một chút gợi ý. Này, mình không biết làm gì tiếp theo cả. Nè, Emily, bạn cần thuốc thử này đấy. Cảm ơn nha, Eric. Ồ, nhóc thông minh. Emily ơi, lấy ống nghiệm của mình nè. Không, lấy của mình đi. Bạn ấy không có ý định lùi bước sao? Mình là người giỏi nhất trong môn hóa học. Eric ơi, mình cần thêm một ống thuốc thử nữa. Ha, cơ hội của mình đây rồi. Emily, cầm lấy nè. Không, Leo, bạn đang làm gì vậy? Chạy đi. Khói ở đâu ra vậy? Ôi không! Ai có thể nghĩ rằng mong ước chiếm được trái tim của một cô gái là dẫn đến chuyện này chứ? Có vẻ như hai chàng trai này gặp rắc rối rồi đây. Dù vậy vẫn rất ngầu luôn. Dừng lại nào, hai nhà hóa học trẻ tuổi. Thầy đang chuyển hai em sang hệ đào tạo từ xa đấy. Mình phải theo kịp chương trình thôi. Mình phải tận dụng tối đa việc học từ xa này. Ôi, PopX tự làm của mình. Đúng vậy, hai chàng trai này có cách học rất khác nhau. Tập luyện kết thúc. Bây giờ mình cần tập não nhiều hơn một chút. Tuyệt vời, kỷ lục mới. Không hình phạt nào có thể khiến mình học dở cả. Thỏi vàng, kim cương. Thiếu thốn các thiết bị học tập đắt đỏ chắc chắn sẽ không ngăn cản được Eric trên con đường đến với kiến thức vô tận đâu. Leo ơi, cà phê của cậu đây này, dậy đi nào. Ồ, hương vị của những hạt cà phê đắt tiền. Tuyệt vời, máy ảnh đúng vị trí rồi. Bắt đầu nào. Lớp học trực tuyến của cậu bắt đầu rồi đấy. Lại đây nào, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu rồi. Có gì đó sai sai. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Còn máy tính thì sao? Được rồi, tôi sẽ tự bật nó lên. Chà, bây giờ tất cả những gì còn lại là đạp xe đúng cách. Chào buổi chiều, thầy Bell. Em còn chuẩn bị tốt hơn mọi khi đấy. Chào các em có bài kiểm tra. Đây là bài đầu tiên. Ai trả lời trước nào? Em, thầy Bell ơi, em muốn trả lời. Dạ, cứ tự nhiên đi Eric. Em biết câu trả lời chính xác là gì. Ôi, ôi. Em ấy đi đâu rồi? Được rồi, Eric sẽ trả lời sau. Leo, đến lượt em đấy. Em hả? Câu trả lời là... Chờ em một chút nha. James, anh có biết về hóa học không? Tôi là sinh viên xuất sắc ở trường đấy. Để tôi giả làm cậu và trả lời câu hỏi nha. Chà, có vẻ như ngay cả thiết bị đắt tiền nhất trên thế giới cũng không thể giúp Leo trong việc học được rồi. Hôm nay trông Leo lạ thật đấy. Có lẽ mình không nên phạt bọn trẻ. Chúng ta có được nitro liti, một hợp chất của liti và nitơ kim loại kim. Đúng rồi, Leo, giỏi lắm. Đây là lần đầu tiên em được điểm A đấy. Đây là quản gia của em. Anh ấy trông giống hệt em luôn. Mình nên chọn hoa tai nào đây nhỉ? Mình nghĩ chúng rất hoàn hảo đấy. Mình rất vui khi được trở lại trường. Ồ, tiệc tốt nghiệp sắp đến rồi. Sao mình không nghĩ đến nó sớm hơn nhỉ? Emily ơi, bạn dự tiệc với mình nha. Bạn nghĩ thế nào? Đây là sự kiện quan trọng đấy. Bạn ấy nhanh ghê. Nhưng mình không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Emily, bạn nên đi với mình. Và mình sẽ mua cho bạn bất cứ thứ gì bạn cần. Còn mình sẽ làm bài kiểm tra sinh học thay cho bạn. Và cả các bài tập khác nữa. Mình sẽ mua giày và trang sức trong bộ sưu tập T.O.T mới nhất cho bạn. Đẹp quá đi. Mình sẽ làm tất cả các bài kiểm tra cho bạn. Cái gì? Không đời nào. Bài kiểm tra của bạn không là gì so với quà của mình đâu. Có kẹo trong hộp đấy. Và thực sự Emily đang ăn kiêng mà. Này, hai người đủ rồi đấy. Tự tính toán đi nha. Mình mời trước mà. Nếu không phải vì Leo, cô ấy đã đồng ý rồi. Ô, cần điều khiển. Tụi mình đã định chơi cùng nhau mà. Nghe nè Leo, chúng ta có thể quyết định xem ai sẽ đi cùng Emily theo cách này ha. Ý tưởng tuyệt đấy Eric, mình đồng ý. Mình quên là nó vui như thế nào luôn. Mình yêu đua xe. Yeah, mình sắp về đích. Hòa rồi, trời hay lắm anh bạn. Tội nghiệp Emily, hai anh chàng theo đuổi bạn ấy mãi mê chơi game nên quên mất cả bữa tiệc rồi. Có vẻ như tình bạn đã chiến thắng. Bạn nghĩ các chàng trai đã lựa chọn đúng đắn chứ? Viết câu trả lời bên dưới phần bình luận nha.